Nghĩa ơi, làm sao thế hả cháu? Mệt thì ngồi nghỉ đi, tí bà đi chợ về bà lau cho. Hải, con bỏ cái điện thoại xuống, thằng Nghĩa như muốn ốm thế này. Con vừa mới thấy đang chạy đùa với cả mấy đứa trẻ con trong xóm ấy, ốm làm sao được. Đầu nó sốt xình xịch đấy, mặt thì nóng phừng phừng như thế này, nó ốm thật rồi đấy. Nghĩa, sang bố xem. Đây. Ừ. Hơi nóng. Cái này ấy, chắc là lúc nãy nghịch đùa ngoài trời nắng, bây giờ nó bị cảm nắng rồi đúng không? Sao con biết là nó cảm nắng? Thì triệu chứng rõ ràng đấy mẹ. Này, mặt thì đỏ ửng này, người thì hơi sốt này. Cái này uống viên sủi là khỏi ngay. Con ơi, phải mang đi khám thì mới biết nó làm sao chứ. Mẹ buồn cười, lúc nào cũng mang đi khám, lúc nào cũng bác sĩ. Mấy cái bệnh vặt này, hắt hơi sổ mũi thì còn chữa được. Con à, mình không phải là bác sĩ, không có chuyên môn thì làm sao mà biết nó bệnh nào với bệnh nào. Đưa nó đi khám đi, cho nó yên tâm. Thôi được rồi, mẹ cứ đi chợ đi, ở nhà con lo cho. Nhưng mà nhớ phải đưa thằng bé đi khám nhá. Vâng. Con trai, bố con mình lên phòng đi. Con tưởng bố phải đưa con đi khám bác sĩ mà. Bác sĩ đây, bố là bác sĩ đây. Bố chỉ thua mấy cái bác sĩ là bố không biết mổ, không biết khâu thôi. Chứ còn mấy cái ốm vặt này mà bố chữa phút bốt. Bố cọng đi. Hai, ba. Nào, con trai. Ui giời. Này, con nằm xuống đây. Đấy. Đấy. Con thấy trong người thế nào? Con thấy trong người mệt, thấy cả hơi đau nhất không? Các cái khớp tay này, khớp chân này là con thấy mỏi nhất đúng không? Đúng ạ. Bố chẩn đoán bệnh là hơi bị chính xác luôn. Từng này tuổi đầu rồi, bố không bao giờ có thể nhầm lẫn được. Chắc chắn là con bị cảm nắng. Bây giờ bố sẽ lấy cho con một viên thuốc, con uống phát khỏi luôn. Chờ bố tí nhá. Đây rồi. Đây thì là toàn là thuốc cảm hết. Không biết là uống loại nào nhỉ? Uống cái này bố. Uống cái sủi cảm này á? Con thấy trên TV họ quảng cáo là cái này uống là hết cảm ạ. À thế à? Ôi thì thôi, để chắc ăn ấy là để bố hỏi anh Google. Bệnh cảm nắng uống loại thuốc nào thì nhanh khỏi? Sao rồi hả bố? Đúng là sủi cảm con ạ. Con trai của bố giỏi phết nhỉ. Thôi chờ đấy nhá, bố ra bố pha thuốc cho uống nhá. Vâng ạ. Nè, uống thuốc nè. Con chịu khó. Nè, uống hết cốc thuốc này nhá, là con ngủ một giấc, ra mồ hôi là khỏe luôn. Nè. Giỏi lắm con trai ạ. Hết nhá. Cố lên. Mẹ đi chợ về rồi à? Này. Dạ. Đưa thằng bé đi khám chưa? Nó có làm sao không? Cháu nó bị cảm nắng mà mẹ. Đã cho nó uống thuốc gì chưa? Con cho uống viên sủi cảm rồi. Hai bố con đi khám ở phòng khám nào? Bác sĩ có dặn dò gì không? Không. Không là không thế nào? Thì con tự khám mà. Rồi. Thế con tự làm bác sĩ, con tự bắt bệnh, tự kê đơn cho thằng bé. Vâng. Ui giời, đây cảm cúm thông thường mà mẹ. Con cho uống một viên sủi cảm rồi. Ngủ một lúc nhá, tí nữa vã mồ hôi ra là khỏe ngay. Chưa biết thằng bé nó bệnh gì mà con cho nó uống thuốc như thế. Nhớ nó làm sao thì làm thế nào. Sao liều thế hả con? Sẽ ốm vặt mà mẹ. Ôi. Các cụ hay lo. Nghĩa ơi. Nghĩa. Bà mua cam về bắt cho cháu uống này. Dậy uống đi con. Cháu ngủ lắm. Con dậy uống hết cốc này rồi lại ngủ nhá. Nào con ngồi lên. Này. Con ngồi lên đây. Ngồi cao lên. Rồi. Nào con uống đi. Nào đưa bà xem người nè. Úi dồi ôi, chân của cháu làm sao mà sưng thế này.
Hải ơi Hải. Dạ. Lên đây mà xem chân thằng Nghĩa nó sưng to rồi thế này. Sao thế hả mẹ? Đây, con xem chân thằng bé này. Bố lắc nhẹ này con có thấy đau không? Con thấy hơi đau nhưng mà con mệt lắm. Con đang ốm, mệt là đúng rồi. Con vừa uống thuốc, chờ thuốc ngấm một lúc là con khỏe ngay nhá. Này, bà hỏi thật cháu nhá, cháu có bị ngã ở đâu không? Dạ không ạ. Cái này nhá, chắc chắn đấy, chắc là lúc nãy nô đùa với mấy đứa trẻ trong xóm, rồi đá bóng, rồi trẹo chân, bong gân. Con không nghe thấy mẹ vừa hỏi nó bảo nó không ngã ở đâu à? Trẻ con đùa vui quá là cũng không nhớ được là vấp vào đâu đâu. Đôi khi lại là va vào đâu lại không nhớ. Xương trẻ con nó mềm lắm nhưng mà cũng nhanh khỏi lắm, mẹ không phải lo đâu. Anh cứ làm như anh là bác sĩ không bằng ấy. Nhưng cái này con nhìn phát là con chẩn đoán được ngay, cần gì bác sĩ hả mẹ? Trời ơi, khổ thân cháu tôi, vừa sốt vừa nóng, vừa bị sưng chân, lại bị cả trẹo chân nữa. Mẹ cứ lo lắng thái quá. Bây giờ mẹ ra ngoài, mẹ lấy cho con cái lọ dầu, rồi con xoa bóp một lúc, hết đau luôn. Nhưng mà con ơi, hay là con cứ đưa thằng bé đi khám bác sĩ đi. Chứ cứ ở nhà tự bắt bệnh như thế này, mẹ lo lắm. Không tự dưng mà nó lại sốt, rồi sưng chân, rồi trẹo chân như thế này đâu. Mẹ lúc nào bác sĩ. Ê, con đã bảo rồi, đây là cảm nắng, bong gân. Đấy, một lúc là khỏe ngay. Nhà, con ra nhỉ, đúng không? Bố ơi, con thấy mệt, con thấy khó thở. Ok. Bố. Nghĩa, Nghĩa. Này, con làm sao thế hả Nghĩa? Nghĩa ơi, Nghĩa ơi. Con ơi, đưa nó đi viện. Vâng, vâng, vâng. Mẹ. Sao mình lại chủ quan tính mạng của con mình như thế? Sao mình lại làm liều như thế? Ông trời ơi, con của con nó không có tội tình gì đâu. Con cầu xin ông trời hãy cứu lấy tính mạng của nó. Mẹ ơi, cháu nó thế nào rồi hả mẹ? Đang trong phòng cấp cứu, bác sĩ bảo là nó bị ong đốt nên là sốt cao, khó thở. Nếu mà không giải độc kịp thời là sẽ dẫn đến tử vong đấy. Mà ở nhà tôi thấy anh chăm sóc nó, rồi anh bóp chân cho nó mà không phát hiện ra là chân nó bị ong đốt à? Sao mẹ cứ xỉa xói con mãi đấy nhỉ? Con biết lỗi của con rồi mà. Tình hình có tốt lên không hả mẹ? Thằng bé nó ổn rồi. Bác sĩ bảo truyền dịch giải độc xong thì cho về nhà. Tôi phải nói cho anh sáng mắt ra, lần sau chừa cái thói tự làm bác sĩ đi nhá. Con biết rồi, từ nay trở đi con sẽ không bao giờ tự làm bác sĩ nữa. Thôi, để con vào với cháu. Tốc độ chảy lúc truyền dịch thì bao nhiêu giây một giọt? Bố vẫn còn Google bố. Hả? Từ nay trở đi nhá, bố sẽ không bao giờ tự làm bác sĩ nữa. Con trai, bố thấy con cũng khỏe lên nhiều rồi, cố gắng lên nhá.